Bây giờ cũng phải đi được chứ, bây giờ cũng đi được bình thường. Nhưng mà 1 giờ sáng mà có mặt nhà, chậm nhất. Đi đâu đi, 1 giờ sáng có mặt nhà. Có nào anh phá lệ không? Có thì cứ phá lệ, cứ tiếng chịu. Nhằm nhò gì với anh Đơn? Thì đó 2 giờ thì về thì 2 triệu, mà 3 giờ về thì 3 triệu, 2 giờ cứ tiếng. Vậy đi tới sáng về là anh phạt nhiều. Tới sáng là nó lấy luôn cái nhà luôn. Lấy luôn nhà, đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi nhà luôn. Dạ. Bà không thích anh làm cái gì nhất? Phụ nữ đâu thích đàn ông đi nhậu. Đúng rồi. Có cái kỷ niệm nào mà lòng trời lỡ đất không? Bảo giao ước là hồi trước thì không có nói về kinh tế gì hết á, mà nó giao ước là đi trước 1 giờ là phải về. Thật ra bà cũng không khó khăn gì, mà bà ở nhà bà đợi bà lo thôi. Hôm đó anh về lần thứ 3 trễ, xong 1 giờ là hôm đó anh ngồi say sưa bạn bè quá, mãi nó vui quá rồi. Lúc mà dốc mình 2 giờ rồi chạy về nhà 2 rưỡi. 2 rưỡi sáng? 2 rưỡi sáng về nhà, mở cửa vô Hí Hưng vô nhà. Trong nhà không còn ai, vợ con không còn ai hết. 2 giờ rưỡi sáng mà thứ nhất là bà vợ anh, bà không có bạn bè ở Sài Gòn. Không có ai người thân bạn bè Sài Gòn. Chết rồi, bây giờ bà đi đâu? Gọi điện thì khóa máy rồi. Trời ơi. Bật điện thoại lên tìm vị trí, tắt rồi, tắt nguồn luôn, tắt vị trí, tắt định vị luôn, không biết đi đâu luôn. Mà nhà quê bà ở Hậu Giang lận, không lẽ giờ này về Hậu Giang. Mà nhà có xe không? Bà có lái, tự lái xe được gì không? Có xe, biết lái xe mà xe anh đi rồi. Rồi có xe đâu nữa mà đi. Mà phi rồi bà đi đâu? Hai giờ rưỡi đó, xong cái mà gọi điện khóa máy, đi tới lui giờ cái mà tính gọi điện về quê, mà dưới quê 2 giờ rưỡi là người ta ngủ hết rồi. Đâu ngủ đâu, thức tới 6 giờ sáng. Bồn chồn. Bồn chồn gọi dưới. Rồi dưới cùng mấy người lớn không ai nghe, cuối cùng nghĩ hoài gọi được cho thằng em dưới. Thằng em kêu gà của anh đúng không? Em vợ nhà gà mình. Em vợ nhà gà mình. Em như vậy dưới chưa? Mới về thì mới vô nhà. Đi mấy tiếng hồ rồi mà mới vô. Rồi hai đứa con nhỏ rồi bà rê về cực lắm luôn á. Rồi mà sao? Đi taxi rồi. Mà lúc đó anh sao? Anh kêu đừng nói anh gọi nha, thì mình cũng hối hận, để mình coi mình phải cho bà nguôi ngoai đồ một chút rồi mình mới dút giận. Như bây giờ đang nóng giận mà mình nói chuyện mình đâu nghe đâu. Chưa mình mới gọi điện lại, không nghe máy thì mình gọi điện cho em kêu đưa nói chuyện, thì bắt đầu mình xin lỗi này nọ là do mình ám vui quá. Rồi đúng rồi, chị hết giận liền hay bà còn giận nữa? Thì cũng vui mà để mà hết giận liền là mình phải lái xe, hôm đó là lái xe thải chạy xuống dưới đó liền. Để bao nhiêu tiếng anh? Đây đó là 4 tiếng. 4 tiếng xuống dưới. Dạ anh ơi, cho em hỏi chủ shop. Trong kia vậy em. Ủa? Trời ơi, tại sao vậy? Vô gặp mà hử quá hử vậy? Mấy anh mua cho mình hay là mua cho ai, hay là mua cho bồ? Chắc chắn là mua cho một nửa còn lại ở gia đình rồi. Một nửa còn lại, còn anh Đơn? Em cũng có vợ, ở đây cũng có vợ, ai cũng có vợ rồi. Em vô đây thì chắc là không lẽ em đi em mua cho... Không có, em đâu có mua đâu. Anh tự mua cho ai chứ anh biết số vợ em đó. Hả? Trời ơi, em lại anh Đơn hả? Có Facebook vợ em đó. Anh sao á anh Đơn? Quỳnh ơi, Quỳnh. Trời, Phượng với nhà cũng đang chờ đứa qua của anh đó. Anh Đơn, theo như anh là anh hiểu vợ anh bao nhiêu phần trăm? Anh nghĩ là anh hiểu vợ anh 99%. 99%. Anh ơi, mình nói lát còn có dẫn chứng nha, mình đừng có tự tin quá. Lát khen là té hen nhanh nha. Anh cho nói lời đó. 10%. Không, vợ chồng 10% nó ít quá anh. Giờ nói thiệt rồi, giờ nói thiệt. Ủa là 10%, 10% thiệt hả anh? Thôi 50% đi. 10% chậu chỉ nhà coi bả buồn. 50-50 đi chứ. 50-50%. Còn anh Phúc là anh hiểu sống hay chết đó. Còn anh Phúc là anh hiểu cho chị Phượng bao nhiêu phần trăm à? Không có hiểu cái gì hết luôn. Không có hiểu cái gì hết luôn. Không hiểu gì luôn. Đúng. Bà thích cái gì không biết bà thích cái gì luôn. Đưa tiền bà vui nhưng mà bà vẫn không vui thì không biết làm sao. Tại vì phụ nữ họ phức tạp lắm. Đưa tiền vui mà không vui. Vui vợ phức tạp hơn vợ em. Vợ em là có tiền là vui. Cái việc buồn cái nào có tiền là vui. 83 đi. Sinh nhật đi. Anh muốn mua những bó hoa bự tặng như này. Giờ anh cũng vui cũng nhận nhưng mà sau đó nó. Trời, cái bó hoa này nhiêu tiền? Mấy triệu hả? Trời, mấy triệu mà sao bỏ vô phong bì thế? Là thích lấy tiền thôi. Lấy tiền thôi. À, là mấy cái vật đồ này nọ là không thích lấy tiền thôi. Nếu có nào anh tặng nước hoa vợ anh không? Nước hoa thì cũng có tặng nhiều. Nước cũng hoa có tặng nhiều đúng không? Tại vì vợ anh cũng rất thích nước hoa. Rồi bây giờ một cái test nào. Vợ anh thích nước hoa mùi nào? Vợ anh thích mùi quả ngọt. Mùi mà nó ngọt ngào xíu. Đúng rồi. Sexy xíu. Dạ. Còn anh Phúc, chị Phượng nhà bà thích mùi gì nè?
thường thì bà hay thích cái màu giống như hoa hồng á. Hoa hồng. Và ngày hôm nay đặc biệt nha, mình đang xuất hiện ở một cái tiệm ngoài nước hoa. Mà ngày hôm nay anh em chúng ta gọi là những cánh mày râu sẽ làm cái hương vị mà người yêu cũng như là vợ mình thích. À, bây giờ anh sẽ chế biến nha. Anh sao quá giỏi không anh Đơn? Ngày hôm nay là anh sẽ pha chế nha. Anh pha cái mùi nào sao mà chị nhà bà khoái nha. Anh thề với em luôn, giờ trong đầu anh không nhớ nước là gọi bằng cái gì, chứ trong tin quá học là nước là gì. H2O phải không? Giờ anh còn không nhớ luôn thì em nghĩ anh em nghĩ anh học quá được không? Thì mình cứ pha bằng niềm tin anh ha. Dạ. Miễn là có trái tim. Ngày xưa học quá giỏi không? Không, hồi xưa giỏi nhất là tiếng Anh. Tiếng không, không có liên quan gì đây nha. Rồi ngày hôm nay anh em mình cùng pha nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vô quầy pha chế để mà pha những chai nước hoa thật là thơm tặng cho vợ của mình. Và bên cạnh đó là những câu chuyện thật là thú vị của ba anh em chúng ta. Anh Đơn, ở nhà chị thuộc tiếp người sao anh Đơn? À, giờ anh hiền queo à. Hiền queo hả? Hiền queo. Còn chị Phượng nhà sao anh? Biết mà ly dị mười mấy lần rồi đó. À, ly dị mười mấy lần. Thử cái chuyện rồi ly dị. Nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện nhỏ chuyện lớn rồi ly dị hay sao? Đúng rồi. Vậy ngày hôm nay mình lựa cái loại nào mà nó nhiều một xíu không? Khi mà xịt lên cái tâm mà nó tỉnh lại, bớt ly dị lại. Rồi xin mời anh cùng qua bên bàn của bạn chuyên viên để chúng ta cùng tư vấn nha. Xin mời anh. Chắc em đã biết tất cả mấy anh ở đây rồi đúng không? Dạ. Em tên gì vậy? Em tên là Huy anh, em làm bán hàng của Mora. Ngày hôm nay thì có anh Khánh Đơn cũng như anh Phúc tới đây. Thì anh có những người vợ ở nhà. Thì em có thể tư vấn những mùi nào thích hợp với mấy chị ở nhà. Anh nói tính cách chị ở nhà giùm em đi. Chị rất là... sao ta? Hăng máu đó. Trời ơi. Chị rất là gọi là tăng động đi. Đừng hăng máu ghê quá anh. Em có một cái mùi rất là tươi mát, có thể giúp chị ở nhà thư giãn và giãn ra nhẹ nhàng hơn. Em gửi anh mùi Lilybell bên em. Đây là một mùi rất tươi, giúp chị thư giãn và xả stress được. Chị sẽ không phải căng thẳng. Dạ đúng rồi. Còn tính cách vợ anh Đơn như thế nào ạ? Vợ anh thì cũng dễ thương, hiền hòa. Cũng lâu lâu cũng căng thôi. Căng là khi nào mà mình quậy phá quá thì bà phải căng rồi. Dạ. Em có một cái mùi này, một cái mùi tương đối ngọt ngào. Tại vì ở nhà chị đã hiền như vậy rồi á, thì mình nên cho một cái mùi ngọt ngào. Ừ cũng không hiền lắm đâu. À, vậy em pha miếng nào cho nó cũng không hiền không? Dạ, đây là cái mùi lách curran bên em. Nó sẽ cho một cái mùi hoa hồng gai rất là dễ thương. Hoa hồng đẹp ha. Nhưng mà đôi khi nó cũng có cái gai nhọn làm ta đổ máu. Được không anh? Ổn không anh? Thôi trả lại. Rất ngọt ngào luôn à. Cái anh nghĩ cái mùi này giờ anh sẽ thích nè. Nó đúng gu rồi đó. Đúng gu luôn hả? Trời ơi, nhưng mà anh ơi, bây giờ đó là cái này ta pha sẵn rồi. Nhưng bây giờ muốn tặng vợ mình là phải gọi là thể hiện cái tấm lòng của mình. Phải chính tay mình pha chế nó mới ý nghĩa, nó mới hấp dẫn. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vợ anh thích ăn bún đậu mắm tôm á, mình có cái mùi gì mà mình cũng phù hợp với món ăn vợ anh thích không? Ví dụ mình mắm tôm, mình có mùi mắm tôm được không? Dạ anh Đơn rất là vui, nhưng mà bên em sẽ không có. Vậy mùi chỗ tao sáng chết thì đưa mắm tôm vô. Dạ anh liên hệ mặt chân khoa giùm em ạ. Nha. Rồi bây giờ cái công thức mà mình làm nó đơn giản không em? Thì bên em sẽ có một anh nhân viên khác chuyên để làm nước hoa. Từng khâu luôn hả? Dạ đúng rồi, bên em sẽ có quy trình hết. Thôi vậy được chuyên rồi, mình mời anh kia đi em. Dạ. Như vậy là bạn thứ nhất đã rời đi, bạn thứ hai đã đến. Em là chuyên cái công đoạn mà pha chế hả? Dạ vâng em. Cái này kêu pha chế đúng không? Hay là gì? Ở đây là pha chế. À pha chế. Thì bây giờ em sẽ chỉ anh Phúc là anh Đơn nha. Đơn giản vậy làm không em? Dạ dễ, cái này đơn giản. Bây giờ em sẽ hướng dẫn, em sẽ làm cái mùi mà em thích ha. Rồi em hướng dẫn anh Đơn là anh Phúc làm. Dạ đầu tiên thì mình sẽ nới cái này lên. Đây là gọi là ly pha chế với mình. À ly pha chế. Dạ. Nó sẽ hiển thị số cho mình, anh sẽ hiển thị tốt hơn ha. Sau đó mình sẽ dùng cái cồn này. Cồn. Dạ đúng rồi. Mình sẽ chấp vào đây ạ. Mình cứ chấp từ từ đó, nó sẽ lên nhảy lên số khoảng chừng là 76 thì mình dừng lại ha. Nhớ giờ 76 nhìn Đơn. 76 cồn. Sau đó mình để trong đây là tinh dầu bên em. Tinh dầu em sẽ đựng trong chai này. Cái này tinh dầu em thích đúng không? Dạ vâng. Lát anh thích nào là anh lấy cái chai của anh ha. Để mình sẽ chấp vào khoảng lên nó sẽ khoảng 91 rồi. 91, ở đây là mấy? Đây mấy nhớ? 76. Đúng rồi. 76. Mình sẽ pha lên là 91. Dạ, tại vì nồng độ bên em là 30% tinh dầu nên nó sẽ hơi nhiều một chút. Đúng rồi. Làm cái đậm đặc một xíu chứ, để cho lưu hương lâu. 89 rồi đó. 90. Rồi, 90 từ từ. 97. Trang cái xíu nữa, chưa? Thôi, rồi, vừa đẹp luôn, vừa 91. Cái nghề người ta mà anh dắt thiệt luôn á. Sau đó mình mới dùng cái đũa này, gọi đũa khuấy ha. Đũa khuấy. Mình sẽ khuấy từ từ. Khuấy lên. Mình sẽ khuấy nhẹ nhàng. Khuấy mình hạn chế tránh đụng vào cái thành của ly á. Tại sao sóng âm á. Mình quấy rất nhẹ nhàng. Mình sẽ được cái đinh như này. Mình sẽ chắp vào những cái chai như thế này á. Đây là chai tự tin bên em. Ủa là xong á hả? Dạ, chắp vào chai xong rồi mình đóng nắp là xong. Dạ ra sau thì đúng mình chắp thì mình đúng được một chai luôn. Trời ơi.
sắc chưa? Là một chai đó là 91 rồi hả? Dạ chai này là 50 ml bên em. 50 ml hả? À này 91 là gam hả? Dạ đúng rồi, mình canh 91 là gam, còn xong độ ra 76 là cồn, tới 91 là tinh dầu. Rồi dạ vậy em còn mấy máy này, máy gì nữa vậy? Đây là hai cái máy mà tụi em sẽ đóng gói. À đóng gói. À đóng gói là em luôn hay các bạn riêng nữa? Dạ em. À em đúng không? Thì đây là bộ đóng gói bên em gồm có đồ xịt, quen và nắp. Dạ mình sẽ đóng đóng này trước ha. Đây là người ta đóng trước đây. Đồ xịt. Hay là nó bóp vô. Chuyên nghiệp hơn. Ơi cái khúc mình lắc kêu em vô làm đây. Kêu sao đó làm lợi đó. Ai qua qua đây đúng không? Xong qua đây. Kéo xuống nè. Kéo. Trừ lương. Đây là mình xong rồi. À xong rồi đúng không? Đập mình xịt được chưa? Thơm thì cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chị cưng. Dạ. Công đoạn cuối bên em thì nó sẽ còn một công đoạn nữa là cung. Cung sao? Đó mình sẽ bật máy lên khoảng 1 phút để cho chiếc hoa và cồn nó kết hợp lại với nhau. À như là nó khuấy ra anh, nó khuấy á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nó khuấy đúng không? Là khoảng bao nhiêu phút? Nó dình sóng âm á anh. 1 phút thôi. 1 phút à? 1 phút à. Rồi, được rồi. Chai của mình đã hoàn thiện rồi. Rồi cảm ơn em. Rất rõ, rất đơn giản. Rồi nếu như bây giờ mình rõ, mình hãy dùng hết tâm huyết của mình, dùng hết trái tim của mình làm những loại nước hoa để tặng cho nửa còn lại của mình nha. Xin mời hai anh ạ. Trong khi mình làm mình cũng trò chuyện đồ cho vui nhà vui cửa ha. Anh Phúc nè, anh ấy chị cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi? Quen nhau là 9 năm, cưới là 2008, tới giờ là được 12 năm nữa là 21 năm. 12 năm, 21 năm. Thì bao nhiêu lần là chị đã đưa đơn? Cũng mười mấy lần đưa đơn á. Ủa anh cưới 21 năm ấy hả? 21 năm, 9 năm yêu nhau nữa, cộng lên 12 năm nữa là 21 năm. Mười mấy lần đơn như là thường lệ là khoảng 2 năm một lần. Chị Phượng ở nhà là tính cách của bà làm sao? Mình thì hay bị sĩ diện, đàn ông mình hay muốn giấu cho đi. Nhưng mà bà là bà giặt trần luôn. Bà nói thẳng luôn. Bà nói thẳng luôn cái mình bị quê. Bà không rút mặt để mũi. Đúng. Chỗ nào cũng nói hay là hai vợ chồng nói. Bà nói trong nhà không mà. Thì cũng được, anh có hai chồng nói thì cũng đỡ quê. Thì bây giờ quen rồi chứ mà lúc đầu không có quen, nó phản lại. Phản lại thì bắt đầu là khi mà nóng lên rồi thì em biết rồi, khi nóng lên thì sẽ nói những cái câu nó rất là nặng nề và phũ phàng và cả cái chung cư nó nghe được luôn. Trời ơi, hai vợ chồng MC nữa mà chủ lộ mà cầm người cái micro ha. Nhà đâu rồi nói luôn đi, mọi người biết mọi người né cái chung cư đó. Đổi nhà mấy lần rồi. Vậy hả anh? Mà hai chồng văn chương ai cũng lai láng mỗi lần cãi lộn sao anh? Thiệt á. Khi mà nói lên là không có kìm được, cái người cuối cùng bỏ nhà ra đi là anh. Buổi đi lâu nhất của anh là bao nhiêu lâu anh về? Có khi đi cũng mấy ngày nhưng mà anh đi khôn lắm, anh đi qua nhà vợ anh ở. Rồi anh đeo bao tay vô đi, mình làm việc bao tay bao chân nha anh nha. Đúng rồi. Hàm quyết định là đi, đi luôn. Chứ đi quay về nó nhục lắm anh. Còn anh Đơn thì sao nè? Anh Phúc còn dám đi chứ anh không dám đi đâu. Anh đi á tự nhiên nhà anh là tầng 22 lần. Anh đi cái tự nhiên cái nguyên chung cư mấy 40 tầng nó cháy rồi tội nghiệp người ta lắm. Nên là có cài lộn đi nữa thì thôi cùng ráng ở nhà. Ủa anh, tại vì chị vợ anh Phúc em biết rồi. Còn vợ anh bây giờ đang làm nghề gì anh? Em có làm được là diễn viên chứ em chưa gặp. Từ khi quen rồi lấy rồi đẻ con rồi cái thành ra là lui về hậu cung rồi. À. Trong khi mình làm mình nói đi. Hai anh nói quá mà hai anh không chịu. Đây làm là gì? Hồi nãy anh đó. Chọn cái Black Currant là cái mùi này mùi là hoa hồng gai. Dạ bây giờ là anh Đơn làm chiếu đi em rồi. Hỏi chuyện anh Phúc cái rồi cho lên 91 nha. Dạ anh Phúc ơi, ngày hôm nay anh có sẵn sàng mà nói hết tất cả tất tần tật cái tật xấu của chị nhà không? Thật ra là vợ Phúc không có gì xấu nha mọi người. Cô ấy là một người vợ tuyệt vời. Anh thì ngoài chị xấu mà chị Phượng mà hung dữ rồi gọi là bà thẳng tính rồi nhà mà có tật xấu gì nữa không? Hay thức khuya coi phim Hàn Quốc, tại vì mấy hàng Hàn Quốc có đẹp trai. Có nào mà so sánh anh với những gì Hàn Quốc không? Có. Bà nói là thấy người ta không, trong phim người ta thần cái rồi đưa cầm dù cho vợ đây hả, mở cửa xe hơi cũng không mở để vợ xách đồ đi ra bầu bì mình xách. Thực ra lúc đó là đang rất là vô tư thì nghĩ là để bà tập thể dục cho khỏe thì bà xách có con gấu bông mà. Thì mình đâu, bà nói không đâu phải ôm cho vợ, rồi thấy ví dụ như vợ bị xúc dây dài tới cúi xuống lụm giống như ga lăng như Hàn Quốc á. Thì chồng là rất là tệ, không có biết ga lăng đó. Bà là so sánh anh với Hàn Quốc. Đúng rồi. Mà bà làm gì bà chậm lắm lắm, bà chậm lắm. Thí dụ như bà nấu bữa cơm là 4-5 tiếng hồ, anh ăn cơm trưa là ăn thành buổi chiều anh luôn á. Chiều. Đúng. Còn ăn sáng là thành cơm trưa. Đúng. Dạ. Cho nên anh tự đi ăn đồ ăn anh ăn luôn. Thì đó diễn viên Hàn Quốc tôi cầm dù, còn anh cầm chổi không à đúng không? Quá trời. Có đâu. Sao mà lãng mạn được. Không, nhưng mà tại vì cái so sánh như vậy là khập khiễng, đúng không? Đàn ông Việt Nam mình sẽ có một cái sự ga lăng khác chứ không phải là cầm dù cầm này kia, đúng không? Ví dụ đàn ông Việt Nam mình là sẽ bảo vệ phụ nữ. Ủa xong rồi đó ha anh. Xong rồi. Ủa anh cái gì anh nhanh quá vậy, em nói chuyện không kịp với anh luôn á. Ủa chưa gì mà anh xong cái lọ rồi hả? Thì chị cứ bỏ vô hai cái trộn lại xong khuấy lên bỏ lọ xong mình đem đóng ấy rồi mình ra mình cho ru mình dán tên mình lên là xong rồi mà. Thì ít ra anh phải làm anh kéo giờ chứ anh. Nhưng đừng có nửa tiếng hồ mà anh làm 2 phút rồi em nói cái gì bây giờ. Vậy là anh đổ ra lại. Thôi được rồi em cảm ơn anh ạ. Anh cấm cái giùm em đi. Con của anh. Trời
quá thông minh. Hâm mộ chú là Dương Bảo Lâm lắm. Chip nó thường nó bên phe nào? Bên anh hay là bên vợ anh? Bên chị Phượng. Bên chị Phượng hả? Khi nào mà không cãi lộn anh? Tại sao hôm nay bố mẹ không cãi lộn, thấy nhà mình nó yên ngắn quá. Kêu nhà bố mẹ hả? Bố mẹ, tại vì nhà chị Phượng người Bắc. Cho nên thành ra là cứ kêu bố mẹ quen mà mỗi lần cãi nhau không chịu vô phòng đóng cửa mà cãi luôn ngoài phòng khách. Cái phòng kế bên nó học nó nghe hết. Mà hai đứa nó núp, nhỏ em nữa, núp nghe xong nó biết. Cái lần sau nó biết sao đó. Nó coi như cái đó sinh hoạt bình thường của gia đình đó. Đúng rồi, nó là tại vì bố mẹ cãi nhau nó vui lắm. Có văn thơ rồi, nói chung nó móc nói mỉa nhau. Kiểu mà MC Lâm, hồi nãy em nhớ sao mình ấn này xuống cho mình ấn được cái này cái vật không? Anh này sao anh phiền quá ta? Anh nhớ không vậy? Không, phải làm mạnh lắm á. Chưa? Hồi nãy anh nhớ là cái bỏ cây ra, như là bỏ ra, rõ ra, bỏ cây lên, rồi đập xuống hay gì đó. Đó, nhẹ nhẹ anh ơi, cái cây này tiền không anh? Đó, vậy, được chưa? Không, cái ống kia là qua bên đây nè. Cái phần dưới này là nó nằm ở bên đây, còn cái phần đầu trên nó qua mấy. Thôi bây giờ anh để đi, lát có người em kêu người ta vô làm giùm anh qua ngồi giùm em ạ. Ngồi đúng vị trí giùm em ạ, không đi toái mái tay chân. Thì nãy giờ kêu vô mình tự làm hết mà. Dạ đúng rồi, lát nữa cái này em kêu làm cho. Còn anh Đơn nè, nhà giờ anh có tật xấu gì không anh Đơn ơi? Giờ chứ anh làm chưa? Anh làm đi, anh Đơn, ở nhà chị có tật xấu gì không anh? Ủa giờ anh như cô tiên á anh. Anh mỗi lần hỏi tật xấu là anh phải suy nghĩ. Thôi bây giờ nè, bây giờ đơn giản, bây giờ một là anh Phúc, hai là Lâm. Tối nay á thì nếu mà có chuyện gì mà xảy ra thì cho anh ngủ ké đêm đi. Mỗi khách sạn ngoài cái đống tự nhiên cái ngủ ké nhẹ em anh. Thì anh mạnh dạn hơn. Thì được rồi, đây qua nhà anh Phúc ở nha. Rồi. Hồi nãy vợ anh là Lily đúng không? Lily Bell vậy nè đúng không? Ai biết vợ anh, tôi hỏi em anh. Vợ anh thì tật xấu à? Vợ anh xấu, vợ anh hay càm ràm. Hay càm ràm. Ví dụ chuyện gì? Anh thì anh hay gái gú. Không anh gái gú, anh biết anh sao gái gú dĩ dãn thôi. Không, ngày xưa có. Giờ, không bây tại. Giờ hết rồi, bây giờ làm gì có chuyện đó. Bây giờ là cái tự do của anh hạnh phúc nhất là sau mỗi buổi làm việc á, là anh uống cà phê, tụ tập với bạn bè. Anh không, anh không biết uống cà phê, nhậu mà uống bia, uống bia không, massage không luôn. Thôi massage là anh, massage là anh, mà anh sao, anh sao massage lắm, kể massage nghe có nghĩa là massage thì hiểu không? Có nghĩa là massage là nó phải cởi đồ. Đúng rồi. Mình đâu có được mặc đồ. Có khi là quấn cái khăn, có khi là mặc cái quần thôi. Tại vì massage mà. Đúng rồi, đâu mặc áo rồi đâu có cảm giác. Đúng gì rồi. Nữa. Mà thật ra là massage là phải massage nữ. Tại vì mình nam vô là phải nữ thì âm dương nó mới hòa hợp. Đúng cái rồi. Tai để vô là thấy là âm vô mình dương là nó hòa quyện luôn mà mình thư giãn. Thì massage là nó phải lần lần, nói chung là nó phải quyệt nó với người. Thì chị Phượng cho ông thích. Thì nó massage sao đụng với người? Nó ủa không massage không đụng cho người sao được? Chúng là massage bluetooth, chúng là bắn bluetooth massage. Đúng rồi, thì có một lần là anh nói anh đi massage bảo không đi. Cái xong cái anh nằm cái giường, anh nằm cái bên thì có cái màn này anh nằm. Cái tự nhiên anh nghe tiếng lào xào cái bên đó. Ủa sao tiếng giống vợ mình ta? Cái mở ra thấy bà nằm cái bên. Trời là rủ bà không đi. Bà không đi. Bà theo dõi. Đúng rồi, bà nói nãy giờ tôi nằm mà nếu nghe mà tiếng động lạ hoặc là cái gì tiếng mà ấu dè ấu dè. Là bả nhào quá liền. Bả nhào quá liền nhưng mà cũng mai là rất là đàng hoàng. Anh với cái cô bé massage ấy rất là đàng hoàng. Cô bé massage. Cô bé massage. Đúng rồi. Nghĩa vậy. Ôi vô làm sùm luôn. Kiểu như tại sao này, cái ổ này anh rủ em đi mà em không chịu đi bây giờ đi. Bả nói không được, đàn ông là vô massage là bậy bạ. Nói không, nếu bậy bạ người ta không vô đây massage. Tại massage đi bao nhiêu người mà có cái màn che. Anh đi mấy chỗ massage đó còn có chị Phượng vô được chứ còn mấy chỗ em đi massage là cấm. Thấy chưa, hồi nãy anh nói không có, bây giờ giấu đầu lòi đuôi. Đó là ngày xưa anh nói cái chỗ ngày xưa anh đi massage mấy chỗ đó là. Rồi lúc đó chị có ghen không? Không, lúc đó đang độc thân mới chấm đi. Còn bây giờ thôi, bây giờ là thua rồi. Bây giờ vẫn đi được, mình đi đàng hoàng mà. Nhưng mà cái tính mình đi mấy chỗ là không đàng hoàng nó quen rồi. Đơn là đi là không đàng hoàng. Đơn là massage mệt, còn anh là đi massage khỏe. Là không có làm gì bậy bạ hết. Không là đi massage mệt nè. Nhưng mà tại sao mà cứ ngựa chiến như anh? Tại sao lại bị thu phục bởi bàn tay của chị đó? Chị có bí quyết gì không anh? Đúng là ngày xưa là anh là dùng dậy lắm. Ai mà biết anh ngoài massage hay đi hát về xong là sẽ đi ngồi quán xá với bạn bè. Quán bar, anh mới nói quán bar rõ ràng, quán bar đi quận mấy? Không có đi quán bar mà là quán xá thôi. Không, quán xá anh nói quán bar rõ ràng, anh bị hớ cái lữ anh. Đúng rồi. Nghe hớ cái lữ rõ ràng. Thiệt là cái thời mà mình còn dạng như đương thời. 1, 2, 1, 2, 3 anh ngồi em mới bao lâu rồi. 1, 2, 3 là cái thời đó đúng không? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5 rồi đó. Đúng rồi. Là 1, 2, 3 đến 5 là tới thứ 6 thứ 7 chủ nhật luôn á. Là mỗi ngày một cô luôn á. À là cái bài hát đó là viết về cái sự đi chơi của anh. Dạ, đó. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Đúng tới không? 6 chủ nhật luôn á. Thời chủ nhật luôn. Mà sau này giờ có vợ rồi thì ngoan như một con mèo. Như một con mèo. Sáng đi chiều về. Đi làm về xong rồi chị về vợ con xong rồi mà được một tuần mấy ngày đi nhậu với bạn bè cũng có. Một tuần mấy ngày, 6 hay 5 ngày anh? Tuần nào rồi, người vui vẻ lắm, chắc 3 ngày. Tuần người ta 7 ngày, mình đi 3 ngày hả? Đúng rồi. Đi cách ngày đó, hôm nay mình đi, mai mình về nhà chơi với vợ con, ngày mốt mình được đi tiếp. Mình chia nhà chơi với vợ con. Có nghĩa là mình chia nhau. Chia vậy. Nửa bạn, nửa vợ. Đúng rồi. Rồi bây giờ ngày xưa được đi tới sáng, có vợ xong đó, giờ có cái mức
quy định cho anh là đi đâu đi đúng 1 giờ phải có mặt ở nhà. Bây giờ cũng phải đi được chứ, bây giờ cũng đi được bình thường. Nhưng mà 1 giờ sáng phải có mặt ở nhà, chậm nhất. Đi đâu đi, 1 giờ sáng có mặt ở nhà. Giờ. Có nào anh phá lệ không? Có thì cứ phá lệ, cứ tiếng chịu. Nhằm nhò gì với anh Đơn. Thì đó 2 giờ thì về thì 2 triệu, mà 3 giờ về thì 3 triệu, 2 giờ chứ tiếng. Vậy đi tới sáng về là anh phạt nhiều. Tới sáng là lấy luôn cái nhà luôn. Lấy luôn nhà, đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi nhà luôn. Dạ. Yeah. Bà không thích anh làm cái gì nhất? Phụ nữ đâu thích đàn ông đi nhậu. Đúng rồi. Rồi. Có cái kỷ niệm nào mà long trời lỡ đất không? Bảo giao ước là hồi trước thì không có nói về kinh tế gì hết á, mà nó giao ước là đi trước 1 giờ là phải về. Thật ra bà không khó khăn gì mà bà ở nhà bà đợi bà lo thôi. Hôm đó anh về lần thứ 3 trễ, xong 1 giờ là hôm đó anh ngồi say sưa bạn bè quá, mãi nó vui quá rồi. Lúc mà giấc mình 2 giờ rồi chạy về nhà 2:30. 2:30 sáng. 2:30 sáng về nhà, mở cửa vô hí hừng vô nhà, trong nhà không còn ai, vợ con không còn ai hết. 2:30 sáng mà thứ nhất là bà vợ anh bà không có bạn bè ở Sài Gòn. Không có ai người thân bạn bè ở Sài Gòn. Chắc rồi bây giờ bà đi đâu? Gọi điện thì khóa máy rồi. Trời. Bật điện thoại lên tìm vị trí, tắt rồi, tắt nguồn luôn, tắt vị trí, tắt định vị luôn, không biết đi đâu luôn. Mà nhà quê bà ở Hậu Giang lận, không lẽ giờ này về Hậu Giang. Mà nhà có xe không? Bà có lái tự lái xe được gì không? Có xe, biết lái xe mà xe anh đi rồi. Rồi có xe đâu nữa mà đi. Mà phi là bà đi đâu? 2:30 đó, xong cái mà gọi điện khóa máy, đi tới lui giờ cái mà tính gọi điện về quê mà dưới quê 2:30 là người ta ngủ hết rồi. Đâu ngủ được đâu, thức tới 6 giờ sáng. Bồn chồn. Bồn chồn gọi dưới. Rồi dưới cùng mấy người lớn không ai nghe, cuối cùng nghĩ hoài gọi được cho thằng em dưới. Thằng em kêu gà của anh đúng không? Em vợ nhà gà mình. Em vợ nhà gà mình. Em như về dưới chưa? Mới về thì mới vô nhà. Đi mấy tiếng hồi rồi mà mới vô. Rồi hai đứa con nhỏ rồi bà rê về cực lắm luôn á. Rồi mà sao? Đi taxi rồi. Mà lúc đó anh sao? Anh kêu đừng nói anh gọi nha, thì mình cũng thôi hồi mà để mình coi mình phải cho bà nguôi ngoai đồ một chút rồi mình mới dút giận, như bây giờ đang nóng giận mà mình nói chuyện cũng đâu nghe đâu. Chưa mình mới gọi điện lại. Không nghe máy thì mình gọi điện cho em kêu đưa nói chuyện thì bắt đầu mình xin lỗi này nọ là do mình ám vui quá. Rồi đúng rồi, chị hết giận liền hay bà còn giận nữa? Cũng nguôi mà để mà hết giận liền là mình phải lái xe, hôm đó là lái xe chạy xuống dưới đó liền. Để bao nhiêu tiếng anh? Đây đó là 4 tiếng. 4 tiếng xuống rước, kể từ đó có dám đi về trễ hay không? Cũng về trễ với điều kiện là ví dụ như là không được quên. Mà ví dụ mình có nhậu mình phải hẹn hẹn hồi với mình đi báo thức trước khi đi học vậy đó. Là 1 giờ gì là phải điện giờ 2:30. Nên. Mà okay. Một là giờ này đã về rồi, nếu về được về, còn nếu còn vui nữa thôi gọi điện xin phép quên. Còn Phúc có kỷ niệm nào mà đó về long trời lỡ đất ngoài mười mấy lần đưa đơn ly hôn? Lá đơn cuối cùng hả? Lá đơn cuối cùng. Bà không thích mình đi nhậu giống như cái đơn vậy đó thì anh có nhậu không? Anh nhậu là nhậu tới bữa, anh nhậu không có xương nha Lâm. Nhậu là phải lầy luôn giống em á, phải ngất, tức là một là không uống. Chính xác. Mà tại vì ví dụ ngồi với anh em với nhau quý thì gì đàng hoàng, đàng hoàng không uống mà kiểu mà hời hợt thì chị nói là anh là chuyên môn gà người ta nhậu. Thứ hai là nhậu không có biết điểm dừng. Thì một lần là giao thừa, anh nhậu từ 4 giờ chiều cho tới giao thừa và qua giao thừa luôn, mất điện thoại. Là thôi, bà bỏ qua rồi, bà coi như thôi qua năm mới bà bỏ qua. Thì tới một lần nữa là anh cũng xin phép bà, nói hôm nay anh xin phép đi nhậu vậy. Thì nó ok, nhậu nó chút về thôi. Thật ra là về sớm thiệt nhưng mà nó đã uống nhiều rồi thì nó đã xỉn rồi. Chắc là cái kiểu xỉn thì anh em mình về hay kiểu lầy lội hay chọc ghẹo rồi hay ngày kia thì bà quay lại được. Là bà đặt máy bà quay lén lại. Quay lúc anh lầy. Lúc hả? Lầy thì lúc mình tỉnh ra thì là giống như là đơn ngủ về thấy nhà đi vắng hết trơn rồi. Là bà nhắn tin rất là dài. Là tôi với ông nghĩ là tới đây là bao nhiêu lần tôi tha thứ cho ông, tới đây là dừng đi. Dừng quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi mà làm gì nhục nhã con cái, nó chứng kiến được cái chuyện là rất là áp lực. Con ông bây giờ nó khóc luôn rồi, giống như thằng Chip giờ nó 10 tuổi đó, nó để chiều nên giờ nói chuyện với bố mẹ rồi cái kiểu như là căng thẳng. Thì xong cái nó chết rồi rồi lúc bà đi đâu thì đương nhiên là chắc là bà sẽ đi đâu đó, không có đi xa. Nhưng mà tự nhiên mình bị lính quýnh tại vì thấy lần này nó nghiêm túc mà nó ấy quá lắm. Đưa con vô cục đúng rồi. Mấy lần trước là để giấy rồi ký đi hoặc là vậy thì chắc theo kiểu như chắc không, bà giỡn quá chặt mà nữa. Bây giờ bà làm căng luôn mà bà quay lại clip bà đưa mà thấy nhậu về rồi lem bem rồi bà quay lại bà gửi vô tin nhắn luôn, bà gửi vô Messenger luôn, bà gửi vô hết và cộng tới bà, tin anh ơi. Cái xong cái anh mới chết rồi sao ta, giống như là cứ lúc đó cũng hoang mang mà người nó vẫn còn đang tê. Mà anh có coi lại cái clip không? Có, xấu hổ không? Xấu hổ, nó gớm quá, nói chung là quá. Nó quá gớm. Nhưng anh mới nói bả vậy nào, nói chứ lần sau nếu mà như vậy á, em thứ nhất em cho đúng giờ, tại vì ở nhà là anh đúng giờ là hai bé sẽ phải đi ngủ, 9 giờ là phải đi ngủ. Mà tại sao bây giờ lúc anh về 9:30, 10 giờ anh còn nhớ mà, là sao nó vẫn còn thức? Là em sai rồi, em mới cho con đi ngủ đúng giờ là em sai. Cái thứ hai, cái câu chuyện đó nhiều khi em phải nói với con là bố đi công việc rồi, nhiều khi bố ở lỡ uống quá chén bố mệt thì
Ok thôi bố ngủ ngoài phòng khách thì anh, tức là nếu anh ngủ ngoài phòng khách thì anh không ngủ trong phòng. Mà cái clip đó có hai đứa con đứng cái bên không? Nó chứng kiến nó khóc luôn. Trời ơi. Nó khóc là lúc đó anh chọc tụi nó luôn, có nghĩa là lúc đó rất là lầy lội mà lúc đó mình sai, em hiểu coi như mình vẫn chống chế. Ừ. Mình nói là em sai rồi em phải để cho tụi nó vô phòng nó ngủ đi rồi. Em cứ nói anh ngủ về phòng khách đi rồi em cứ ngủ trong phòng đi thì không có vô đâu gặp đâu, chọc ghẹo là anh tự biết rồi. Và bây giờ chương trình sẽ có một cái rất là thú vị. Bây giờ các anh hãy suy nghĩ trong đầu của mình là một câu chuyện gì đó để thử lòng người bạn đời của mình, để coi phản ứng của vợ mình ra sao và như thế nào. Bây giờ, ủa sao mà anh căng thẳng vậy? Anh thấy cái chương trình này từ đầu đến cuối cái khúc nào cũng căng thẳng. Lúc nào cũng áp lực căng thẳng đúng không? Bây giờ muốn dám khoe cái tin nhắn mà anh và vợ anh nhắn gần đây nhất không? Bình thường thì giờ anh đang về quê thăm ông nội. Ra hai chồng vẫn nói chuyện bình thường, con khỏe hơn, giờ ăn gì chưa vậy thôi. Vậy hả? Vậy trời ơi, vậy còn chần chờ nữa, phải đi. Tin nhắn gần nhất nè, mới tin nhắn này là tại giờ anh đặt đồ mua quà tặng anh. Trời ơi. Happy birthday hả? Không, giờ cứ cái gì lướt trên mạng á mà thấy cái quần đẹp, áo đẹp hay cái gì đẹp đó là mua tặng nha, mua quà à. Rồi vậy thôi cho em coi cái khung đó đi. Nè, cho tặng em xong rồi cái kêu lấy đồ này, em có nhiều chuyện như này em xin anh rồi nha, đây không có nhà cứ năm cái quần baggy hả? Quần gì trong đó có một gói mua, em mua năm cái quần cho chồng mang đi nhậu ấy, chồng thử coi vừa không đó. Trời ơi rớt nước mắt của vậy thì sao đẹp. đi nhậu có cái quần riêng để nhậu hả? Vợ cứ ở nhà thấy gì đẹp là mua hết á, rồi quần tập gym, áo tập gym, quần đi nhậu cái đó có đồ nhậu riêng, đồ tập gym riêng nha, đồ đi chơi riêng, cái đồ gì cũng có riêng hết á. Thấy thương quá nè, vợ tính tiền hết rồi mua năm cái quần cho một cái quần đi nhậu. Quần đi nhậu thường thường là màu gì anh? Năm cái quần đó để đi nhậu đó, chứ một cái quần đi nhậu nó sẽ ói vô hay gì đó kiểu. Nó sẽ có một cái quần này đó. Anh cũng không hình dung, tại vì anh cũng chưa nhận được, mấy kêu là gửi bảo vệ đó, anh đang đi quay rồi kêu là gửi bảo vệ đó. Nhưng mà em thấy được anh Lưu là cục vàng của gì anh? Cục vàng của chồng. Trời đất ơi, rớt nước mắt của gì, cục vàng của chồng. Dạ em nể chị quá, hay thương quá. Còn anh Phúc à, anh dám không à? Anh dám khoe tình nhắn của vợ mình xô, gần đây nhất. Xô không mà, cứ phải gọi xô không mà. Xô thì thôi, có nào lãng mạn không? Không có lãng mạn. Đây nè, bà nhắn dụ như là gửi địa chỉ thám tử hôn nhân nè, rồi đó, rồi nhắn, anh nó nhắn số biên tập rồi hỏi đâu này kia thôi. Có gì vui hết á. Chán thôi, không có gì vui. Rồi bây giờ chương trình sẽ một thử thách dành cho anh Phúc cũng như là anh Đơn, sẽ tạo được cái tình huống giả để mà alo cũng là cho vợ mình, phải không? Để coi vợ mình phản ứng như thế nào. Từ lúc mà quen bà đó là hầu như là hạn chế nhận xô vài ngày. Tại vì bà không bao giờ cho, không muốn xa mình một tuần là bà chịu, không chịu được rồi. Giờ mình kêu mới nhận xô được một tour Hà Nội 10 ngày. 10 ngày, mai anh đi, giờ anh về anh soạn đường. Rồi tất cả im lặng, mở loa ngoài giùm em ạ. Alo. Dạ hả? Nghe nè chồng. Đang ăn cái gì nghe nhóp nhép vậy? Vợ đang ăn cái gì chồng? Hả, nghe nè. Con đâu? Con ngủ rồi. Ngủ hả? Cái gì nè? Có cái anh Hưng mùa thu ngoài Bắc á, vợ biết rồi đó, anh đang làm cái chương trình lễ hội ánh sáng. Anh kêu chồng ngày mốt ra ngoài đó đi cho anh 10 ngày. Mỗi ngày mình làm một tỉnh. Ngày mốt chồng đi rồi ở 10 ngày thì vợ đang ở dưới quê thì ở dưới đi, 10 ngày sau chồng về chồng đón. Đi 10 ngày là đi tỉnh nào? Thì ai biết đâu chứ, thì chồng chồng miền Bắc đó. Vợ định ngày mai vợ lên rồi á. Thôi ngày mốt chồng đi rồi thì ở dưới luôn đi rồi. Ôi cái gì mà lâu chút. Quan hệ trước giờ với anh là mười ngày có về có tiền mà đi không đâu mà lo. 10 ngày cách nhiêu? Chắc tầm khoảng ngày mười mấy triệu, chắc tầm được trăm mấy, 200 triệu. Mà giờ lấy 170, chồng lấy 3 được không? Được, bây giờ cho chị lấy được không vậy? Ở về cưa 50-50. Không, giờ lấy 170 và 10 thì cho đi, không phải ở nhà. Ờ, quyết định là luôn, chơi. Ôi, ông đi, ở nhà mà. Kỳ vậy, mới đâu ok mà. Đi gì mà lâu vậy, 10 ngày đi. Có vợ nhà mình cũng chịu đâu. Chồng nói sao quên thân phải không? Ừ. Rồi anh hỏi ra kêu anh đổi người. Rồi, hay quá. Bây giờ chồng đi, giờ sẽ đi với chồng. Ok không? Đi tôi hả? Để cái gì lát để chồng gọi anh Hưng rồi tối chồng báo nha. Ok. Ok, bye bye. Ok, chào.
bé đòi đi theo, không có ham tiền. Đúng. Bây giờ một có là về chia nãy chia nhiêu quên này. 170, bà đòi 170, bà đòi 30. 200 rồi, đưa anh 30 nữa, 170. 170, rồi một là vậy, còn hai là phải đi theo. Rồi, tới anh Phúc đi ạ. Thôi, sợ bà Phụ mà chửi quá. Sợ chửi đó, anh sợ chửi, tại vì bây giờ anh sẽ lấy cái cớ anh rủ nó rủ đi hai đứa đi nhậu. Cho bà đi đón con, còn chắc bà chửi thúi luôn á. Em sợ quá, tiếng này em sợ quá. Dạ, bé hả? Đang đâu vậy? Nhà mới về. Vậy hả? Đi đâu mới về? Đi đâu? Bé bây giờ chương trình chưa có quay, tối mới quay vậy thì giờ chắc là chồng với lại Lâm với lại khách mời ca sĩ nhạc sĩ Khánh Đơn đi ăn gì chút rồi chút xong rồi là quay thì chắc tối mới về nha. Trời ơi, sao đón con? Nãy chồng kêu về đón con. Thì bé đón thì chưa, giờ chưa quay xong mà đâu. Mà lát nữa giờ đi nữa. Đi uống mấy chai thôi rồi về. Lao quá. Xong bữa nó kêu là giờ quay rồi xong rồi là chắc chừng khoảng 2-3 giờ là xong. Không thì tới set up máy, tại vì nãy có cái đám ma ngoài đây sùm nè, người ta giờ người ta đâu có quay được đâu, sùm này. Kiếm gì ăn thôi, uống cái gì. Ăn thì bình thường, gặp anh em gặp nhau ấy rồi kia, với lại chồng cũng quý Lâm đồ với này. 2-3 chai thôi là về rồi, xong rồi về. Không dám đâu, nghĩ sang cái nết của ông mà uống 2-3 chai. Trời trời, ngồi lẽ hả, không say không về luôn. Đó mà 2-3 chai. Từ sau xỉn nhậu xỉn nữa, chân chẳng chân quay gì hết trơn mà còn cả đã đi uống rồi. Chưa quay được, phải đám ma phải tối mới quay được á. Ông nghĩ ra giờ này mới có 2-3 giờ mà uống tới tối luôn rồi làm sao mà quay được. Thì thôi để trời mình cười nói đàng hoàng thì giờ nói phải nói gọi về xin nè mới được chứ không mà đâu đi tầm bậy được, hiểu không? Cái nết của ông mà uống là vô là không. Thôi bây giờ không nói gì chồng cũng đi luôn á, giờ nói gì giờ xin đàng hoàng không cho chồng cũng đi luôn á, bé buồn cười quá. Nửa một lần mà chưa tỏ nữa là bây giờ tiếp tục nữa hả? Người ta cái nết của người ta uống là uống một chút thôi là vui thôi, cầm chừng thôi, còn ông là chỉ cần một ly vô thôi là sẽ là 10 ly và 20 ly. Mấy người này là chưa có chậm với chồng bao giờ đúng không? Chưa không, nhưng mà chồng nết gì như chồng nói chồng đàng hoàng thì buồn, bé phải nói chồng đàng hoàng với bé nói chuyện gì kỳ vậy, nói gọi đây đã ngồi đây có ông Lâm của mọi người đây rồi nói gì không nói đã tôi tầm bậy và buồn cười và nói gì đi ra ngoài nói đi, đi ra ngoài thì bây giờ tôi ra ngoài tôi nói đi ra rồi đó lộn nữa thì có đụng giờ nhậu là bà thấy điều bà muốn ăn tươi nước sống tôi luôn á, nói ít hiểu nhiều. Bữa nay là vừa không đi đón con nè mà vừa đi quay về trễ nè mà còn vừa đi nhậu nữa, là tối nay ông tự hiểu số phận rồi đó. Ok vậy đi. Quá trời, hai chồng MC thiệt luôn á, xỉu luôn á. Anh đơn cho em xin số vợ anh đi à. Lại hoang mang à. Thế cứ đi sao giờ mặt anh hoang mang vậy? Như không nghe máy luôn. Chán ghê. Alo Như hả Như? À Như ơi, anh Lê Du Bố Lâm đây. Anh đến từ chương trình gọi là Thám Tử Hôn Nhân đó em. À dạ em nghe nè. Em hồi nãy anh đơn anh xin em đi show là xạo á. Thử lòng em có cho đi không? Ủa? Dạ. Mà trời ơi, mày nói chuyện dễ thương quá. Hai chồng có cưới tháng mấy hả? Ờ, giọng đẹp quá trời anh. Em cho bây giờ cho một món quà đó mà chương trình gửi tặng cho em. Nhưng mà bây giờ có một cái loại mà nước hoa đó là đã test rồi. Anh đơn khẳng định là ông gọi là ông hiểu em 100%. Đó bây giờ không biết là cái mùi nước hoa em thích là cái mùi như thế nào? Cái mùi em thích thì cái mùi nó hơi men men á. Cái mùi giống như cái mùi của đàn ông á anh. Mùi nào? Giờ anh thích mùi quả ngọt. Mùi mà nó ngọt ngào xíu. Mùi men. Nói chung là nó đàn ông nam tính xíu. Dạ. Vậy thôi hả? Ủa nhưng mà hồi nãy chồng em bảo là em thích mùi gì anh? Thích cái mùi nó ngọt ngào. Gọi là gì anh? Hoa hồng gai. Hoa hồng gai. Mùi quả ngọt. Mùi quả ngọt. Rồi cảm ơn em. Chúc em với anh Đơn hai người thật là hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Ok cảm ơn Như rất là nhiều. Bye bye Như. Vậy mà nó hiểu vợ mình. Giờ anh cho em số của Phượng, chị Phượng nha. Ok. Tiếng chuông này vô. Nhưng mà sợ tiếng chuông này vô. Hô. Chị Phượng hả? Chị đây. Chị, ủa chị đây hả? Em, chị biết em là ai luôn hả chị? Em Lê Dung Lâm nè. Ủa? Chị khỏe không? Thôi chị ok. Chị ok là chị không khỏe hay sao? Chị khỏe nhưng mà bây giờ chị đang tâm lý cho nên sang chấn chứ. Vậy hả? Chị mới nãy ảnh đi nhậu về ảnh nó quậy không? Thì đó hả? Hỏi nữa, nãy tôi mới vừa làm cho một tặng lắm. Thì đó, để rủ chị chung với em mà cái đó là hề, để chị nha, cái đó là tình huống hề thôi.
thử coi cái phản ứng của chị như thế nào. Chị nhẹ nhàng lắm, chị được lắm. Nó nghe là bây giờ nói chung là anh cũng sợ rồi, chị bỏ qua chảnh như không. Chị ở chương trình có một cái món quà rất là đặc biệt là cái nước hoa mà anh làm gọi là gửi cho chị. Anh nói là anh hiểu chị rất rất là nhiều luôn. Chị thích cái hương nước hoa nào nhất? Bây giờ có đưa ra cái ABCD để chọn. Dạ không, chị tự nấu nhá, mình tự nấu, không có ABCD gì, mình tự nấu đi chị. Chị khôn quá. Chị sao chị khôn như vậy chị? Hả? Chị quá trời của đất chị rồi. Hương nước hoa hả? Ừ. Mùi thanh mát. Thanh mát. Thanh mát chứ không có ngọt. Đừng có ngọt quá ngọt. Thanh mát không ngọt rồi. Đừng có mùi xả. Đừng có mùi xả, mùi xả giống như hấp xả đúng không? Ông đi nhậu mà nhậu khi nhiêu hấp xả. Về ngày nào cũng nghe hết. Nghe hết ối. Như vậy là chị thích cái mùi thanh mát. Đúng rồi, mùi thanh mát. Nó dạ. Nó quyến rũ mà nó đừng có ngọt quá, chị không có thích mùi. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thường thì bà hay thích cái mùi giống như hoa hồng á. Hoa hồng à. Dạ, vậy thôi rồi, okay. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Dạ, dạ. Sai rồi anh nha. Sai luôn. Anh là nói thích mùi ngọt ngào, mùi li li, mùi ngọt ngào, quyến rũ. Mà bà mới thích cái mùi thanh mát. Như vậy là ngày hôm nay hai ông chồng coi như là không có hiểu bà vợ mình là cho mấy nha không. Vậy mà vô kể rần rần, tôi không chín mấy phần trăm. Nói đi nói lại 50%. Cứu nhau mười mấy năm trời. Hồi nãy có... anh nói có 10% em không tin mà. Có với nhau hai mặt con. Đặt alo bé 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 bé. Làm như thân làm như thương người ta lắm. Vậy cuối cùng không hiểu mùi gì hết trơn trời. Bây giờ là phần cuối cùng của chương trình à. Bây giờ anh Đơn cũng như là anh Phúc sẽ được đưa vô một cái phòng riêng. Ở trong phòng đó chỉ có một mình anh Đơn và anh Phúc với một cái máy quay thôi. Trải lòng những lời nào đó giờ anh chưa nói với vợ, hoặc là những cái lời nào đó mà khó nói đó, hoặc là đây có những chủ đề đó. Bây giờ các anh bóc đi, trúng chủ đề nào thì mình sẽ nói cái chủ đề đó. Vợ ơi anh muốn. Vợ anh muốn cái gì là anh nói thổ lộ nha. Vợ anh gì? Vợ ơi anh hứa. Vợ anh hứa là anh muốn hứa gì, anh hứa với cái máy quay. Cho tôi anh đổi được không? Đổi. Dạ được cũng được luôn. Rồi. À, có hai điều anh sẽ hứa với lại bé trong ngày hôm nay. Điều thứ nhất á, là anh sẽ không có đi nhậu nhiều nữa. Có nghĩa là có nhậu nhưng mà sẽ không nhậu nhiều, và chỉ uống một hai chai là đi về và không có nhậu tới sáng nữa. Điều thứ hai, anh sẽ hứa với bé rằng là sẽ bớt cái tính nóng nảy của mình. Có nghĩa là sẽ kiềm chế lại và sẽ nghe nhiều hơn là nói. Chồng đã nhiều lần chồng hứa rồi nhưng mà chưa bao giờ thực hiện được. Đó là hai cái điều mà chồng mong muốn trong chương trình Thám Tử Hôn Nhân kỳ này, và rất là mong khi mà bé coi chương trình này giống như một cái món quà tặng cho bé. Chồng chúc cho bé sẽ luôn có thật nhiều những cái điều mà ngọt ngào, những cái điều mà thú vị. Với Chip và Ni thì bố nghĩ rằng là những cái lần mà bố hơi uống nhiều á, xong rồi bố hơi quậy tí xíu thì làm cho Chip với Ni hơi sợ. Thì bố rất mong mà Ni với Chip là sẽ tha lỗi cho bố, và bố sẽ cố gắng sẽ không có như vậy nữa, và sẽ luôn luôn là một cái người bố tốt. Nhưng bố vẫn muốn rằng là có cái gì á, Chí Phi Ni sẽ chia sẻ với bố chứ không có giấu trong người. Tại vì khi mà bố coi cái clip mẹ gửi cho bố là lúc đó bố mà nóng giận, bố quậy thì Chí Phi Ni với Chí khóc rất là nhiều. Và Chí nói là Chí muốn nói chuyện bố nhưng mà Chí chưa có dịp nói chuyện bố, thì bố nghĩ là đây là cái giây phút mà Chí sẽ hiểu bố nhiều hơn, và bố hứa là bố sẽ không có xảy ra cái lần thứ hai như vậy nữa. Bố yêu Chí Phi Ni nhiều lắm, cả mẹ nữa. Ai vợ? Có hai điều chồng đang muốn hiện giờ. Một điều thứ nhất là sắp tới khi mà công việc thợ rảnh rỗi, hai vợ chồng mình sẽ sắp xếp đi du lịch một nơi nào thật là xa, thì ở xa thành phố mà hai vợ chồng chưa bao giờ đi. Điều thứ hai chồng đang muốn là cố gắng trong năm sau vợ chồng mình sẽ đổi một căn nhà khác to hơn căn nhà hiện giờ, để có nhiều không gian cho con cái nó chơi, có thể nuôi chó mèo thoải mái. Cảm ơn vợ với tất cả. Cảm ơn vợ trong thời gian vừa qua đã phụ giúp chồng rất là nhiều, chăm sóc con cái biết rồi rất là mệt, nhưng mà vợ đã phụ giúp chồng rất là nhiều để mà chồng còn làm việc. Chồng sorry vợ vì có nhiều khi chồng cũng nóng tính mà có những lời lẽ mà làm cho vợ buồn, thì chồng hứa rằng chồng sẽ cố gắng sửa đổi những cái đó, khắc phục những cái đó để cho vợ không phải buồn nữa nha. Cảm ơn vợ, bye bye.